đến đây không hát thì hò, ai mà tính toán so đo giọng mình. Hát sao có nghĩa có tình, hát sao để duyên chúng mình thành đôi. Và bây giờ mọi người có muốn nghe MC hát không ạ? Không. Mọi người có muốn nghe MC hát không ạ? Không. Không có nhu cầu. Chồng chú lên hát đi. Không có nhu cầu. Dạ, em sẽ xuống đi. Tôi nghĩ là tôi dẫn chương trình quá hay, cho nên mọi người không muốn tôi xuất hiện tại sân khấu này nữa. Tôi chỉ hỏi vui thôi ạ. Thưa quý vị, không để quý vị chờ lâu, và bây giờ để đại diện cho đàn trai chính là cậu của chú rể. Xin mời cậu Hồ Phi Nan sẽ bước lên sân khấu và hát một ca khúc tự chọn ạ. Xin mời cậu. Tôi là Nguyễn Văn Có Mặt. Nguyễn Văn Có Mặt là cậu ruột của thằng Kiệt. Cũng vui lắm. Miệng cậu đang có mùi cồn rất là nhiều ạ. Thôi thưa bà con thông cảm, miệng cậu đang có mùi cồn rất là nhiều ạ. Và chắc đến đây là cậu gọi là bị áp lực, cho nên gọi là cậu đã uống một ít cồn đúng không? Vâng, rất là hôi rượu đế ạ. Vâng, rất là hôi rượu đế ạ. Thưa bà con thông cảm, cậu thấy chưa? Chưa lên hết, thấy chưa? Chưa lên hết mà nãy giờ vô lên đây bắt đầu bị gương. Rồi tôi xin chúc bà con có nhiều sức khỏe. Rất vui cho bà con nghe một bài hát, bài gọi tới luôn. Mời bà con hưởng ứng. Tuyệt vời, một tràng pháo tay cho cậu Hồ Phi Nan nè. Trên trời đạp mây xanh hôm nay xuống trời, anh hôm nay hơi buồn thấy em từ ngày tháng đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây, tôi coi như cho qua năm sao đám cưới liền tay đến ngày mùng hai. Có ai đi đèn mà em ngờ đâu anh mang trầu cao qua anh nước châu luôn. Mai đi ta sang giàu quá xa to từng cô đã muốn thông thì em sẽ màu ngầm yêu thương lắm mơn mong vì thì còn chẳng chờ kỳ nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xỉn rồi kìa. Ủa chú Mười khó sao chú? Mẹ, ba vợ con xỉn rồi kìa mẹ. Xỉn chứ có một phải chết đâu mà la. Chơi tiếp đi. Dễ gì chết. Thì đó, vô chơi chơi. Nhạc đi. Khoan mà cho hỏi thăm chút xíu, sao mẹ của anh với ba của em sao đồ bị cháo nhau hết trơn trời. Ủa sao tự nhiên anh đeo vòng của tôi vậy? Trời ơi, bác gái rồi. Bác gái vào nhớ với bà mà. Quý vị, bây giờ sẽ là một giây phút rất là quan trọng sẽ dành cho tất cả bà con tham gia buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Đó chính là giây phút tung hoa. Ai đang có lẻ loi, ai đang có trống vắng, ai đang có một mình thì chuẩn bị tư thế để nhận bông hoa may mắn ngày hôm nay. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Xin mời cô dâu quay lưng về sân khấu. Tôi thấy ngoài xa xa có cô cũ của cô dâu. Cô cũ của cô dâu đang tụ tập rất là đông đằng kia. Cho tôi hỏi ngoài kia, có ai là bồ cũ của cô dâu không ạ? Giơ tay lên à. Vâng, sớm nay là 75 bồ cũ. Vâng, leo lên ngọn cây luôn rồi kìa. Tuyệt vời. 3 2 1 Tung. 3 2 1 Tung. Tuyệt vời. Xin mời em lên đây, xin mời cô gái lên đây. Vâng, em là người con gái may mắn nhất ở đây. Và em đã chụp được bó hoa này, không biết cảm xúc của em bây giờ như thế nào ạ? Dạ em đang rất vui mừng, tại vì em nghe nói chụp được bó hoa thì một tháng sau mình sẽ có tin vui. Có bầu hay sao? Có bầu hay sao? Không, đám cưới ạ. À đám cưới. Vâng, không biết là mẫu người bạn trai của em như thế nào à? Xin mời em chia sẻ, lỡ đây có những anh chàng gọi là thanh niên mới lớn đúng gu một cái và chúng ta tiếp tục làm quen và tìm hiểu nhau ạ. Dạ, gu của em là ai cũng được, đừng là anh, đừng là anh. Tuyệt vời, cảm ơn em.